sát. Bọn họ nhốt An đi lại. Hóa ra anh ta đã bị khống chế, cho nên mới âm thầm giúp kỵ sĩ không đầu. Bởi vì nhiệm vụ lần này thất bại, sau đó ác ma cũng đến nhà tù. Chỉ thấy bàn tay của nó nhẹ nhàng đưa lên, đầu của Andy lập tức lật ngược về phía sau. Carrie và cô gái da đen vừa hay nhìn thấy cảnh đó. Hóa ra hai người chỉ là muốn biết nhiều manh mối. Đã muộn một bước rồi. Lúc này cô gái da đen ngẩng đầu lên thì phát hiện trong gương có một hình bóng kỳ lạ. Cô định tiến lên trên quan sát. Đột nhiên ác ma quay người lập tức làm vỡ tấm gương. Sau đó bọn họ xem camera. Nhưng kỳ lạ là trong camera cho thấy Andy tự đập vỡ tấm gương. Điều này khiến cô gái da đen vô cùng khó hiểu. Tại nhà xác trong đêm muộn, xác chết bọc trong túi đột nhiên bắt đầu giãy giụa. Sau đó một cánh tay trái duỗi thẳng ra rồi kéo mình xuống. Cảnh tượng sau đó, mời các bạn hãy theo dõi thật kỹ nhé. Chỉ thấy đầu của hắn đã bị bẻ về phía sau lưng. Khi anh ta nhìn thấy bản thân như vậy, không dám tin vào mắt mình. Sau đó một ác ma xuất hiện phía sau anh, làm đầu anh trở lại bình thường. Sau đó Andy lôi từ trong miệng ra một sợi dây chuyền. Ác ma yêu cầu anh ta thả một phù thủy thời cổ đại ra trước. Phù thủy này đến từ năm 1700, luôn bị phong ấn ở trong hang cổ đại. Sau khi đến nơi phù thủy bị phong ấn, Andy đặt mặt dây chuyền lên chiếc cột. Ngay lập tức một cơn gió ập tới, sau đó phun ra một ngọn lửa. Một người với thân hình xấu xí xuất hiện trước mặt Andy. Nhưng anh không thấy sợ hãi, mà còn nói với phù thủy rằng mình có thể giúp nó sống lại. Hơn nữa có thể tìm thấy người nó muốn báo thù. Sau đó Andy lái xe cảnh sát ra đường quốc lộ, bấm còi để cảnh báo xe tấp vào lề đường. Tài xế nói mình không vượt quá tốc độ, lúc lấy giấy tờ đưa cho Andy, nhưng anh lại không muốn xem, chỉ hỏi tên của tài xế. Sau khi xác nhận đúng là người anh muốn tìm, nói vài câu kỳ lạ rồi quay người rời đi. Tài xế mặt đầy hoài nghi, chuẩn bị lái xe rời đi, nhưng làm thế nào cũng không nổ máy. Trong máy thu thanh lập tức vang lên một âm thanh cổ quái. Tài xế lúc này vẫn không biết mình sắp phải đối mặt với đại họa. Lúc anh tập trung khởi động xe, phù thủy đột nhiên xuất hiện trước mặt tài xế. Khuôn mặt đáng sợ khiến anh ta sợ hãi khóc thét lên. Sau đó phù thủy đặt tay lên trên kính, trong xe lập tức bùng ngọn lửa lớn. Ngày hôm sau, cô gái da đen và Carrie nhận được tin lập tức đến hiện trường. Nhưng trong xe đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại một thi thể bị thiêu cháy. Carrie quan sát tỉ mỉ, vết nứt trên ngực là bị người khác cố ý cắt ra, giống như có người đang thu thập cái gì đó. Cảnh tượng này khiến anh thấy có gì đó rất quen. Carrie nhớ về thời kỳ chiến tranh của mình. Vầng trăng tròn treo lơ lửng trên không trung. Sau một đêm, thi thể của binh lính đầy nơi đóng quân. Nguyên nhân chết của họ cũng giống tài xế, toàn bộ đều bị chết cháy. Anh còn cảm thấy một linh hồn tà ác đang trốn xung quanh trong khu rừng, để điều tra rõ ràng có phải do tà ác không. Bọn họ lén lút vào khu lưu giữ bí mật của đồn cảnh sát. Ở đây lưu giữ tất cả lịch sử liên quan đến Brokenhead. Carrie dựa theo ghi chép phát hiện, từ vài trăm năm trước, phù thủy phân thành hai thế lực thiện và ác. Tà ác là một nhóm phù thủy độc ác do Helrex Hasa lãnh đạo, cuối cùng bị toàn bộ phù thủy lương thiện phong ấn, sử dụng bạch ma pháp để trừ khử năng lực của Rex Hasa. Một trong số đó lúc chạy trốn đã bị người bắt lại. Thẩm phán quyết định sự tra tấn dã man để trừng phạt. Trước khi hành hình, phù thủy nói sử dụng cho cốt của con cháu họ để tưởng nhớ đến sự tái sinh của họ. Cuối cùng phù thủy bị lửa thiêu chết. Thông qua phân tích, hai người phát hiện cái chết của tài xế chính là đời sau của thẩm phán. Nhưng anh ấy không phải một đời cuối cùng. Phù thủy vẫn tìm mục tiêu tiếp theo. Quá trình phục sinh sẽ hoàn thành trước khi mặt trăng mọc. Cuối cùng, hai người lập tức đến địa điểm của mục tiêu.